Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái dạng cuối cùng của cái chương mà chúng ta đã học, đó là cái chương bàn về phương pháp để đi tính các cái tích phân đường và tính phân mặt. Trong video trước chúng ta đã đi qua cái dạng bài tập số 5, đó là cái dạng bàn về kỹ thuật đi tính một cái tích phân mặt loại 2 được xác trên những cái mặt cong định hướng, và nó có thể là những cái mặt cong kính hoặc là cái mặt cong hở. Thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ đi qua một cái dạng nữa, đó là cái dạng mà sử dụng một cái công thức rất là quan trọng để chúng ta tính một cái tích phân mặt loại 2 trên những cái mặt cong kính có định hướng, đó là công thức Ostrogradsky. Thì trong cái công thức này nó sẽ giúp cho chúng ta đi tính những cái tích phân mặt loại 2 trên những cái mặt định hướng kính. Đối với những cái tích phân mặt loại 2 thì người ta sẽ có cái công thức sau đây, người ta gọi là công thức Ostrogradsky. Nó quy một cái tích phân mặt loại 2 về một cái tích phân bội 3. Đó nè. Thì các em lưu ý rằng là ở đây nó chỉ xét cho những cái mặt định hướng kính thôi nha. Đó, còn những cái mặt hở thì chúng ta không bàn ở đây. Tất nhiên rằng là trong những cái bài toán mà chúng ta dùng cái kỹ thuật về lý thuyết thì chúng ta có thể là đưa những cái mặt cong kính bằng cách bù thêm, những cái mặt cong hở bằng cách bù thêm vào đó những cái mặt nữa để cho nó thành mặt cong kính, rồi chúng ta sử dụng công thức. Thì tuy nhiên cái phần đó là những cái bài tập nó khá là khó rồi, cho nên ở đây thầy không muốn trình bày cái nội dung của những cái bài toán dạng đó. Thì lưu ý ở đây là xét trên những cái mặt cong kính định hướng thì một cái tích phân mặt loại 2 được ký hiệu đó là PX YZ rồi DX DY cộng QX YZ DX DY và cộng cho RX YZ DX DY. Đây là cái ký hiệu của một cái tích phân mặt loại 2 mà chúng ta đã học ở trong cái dạng số 5. Thì người ta bảo rằng là cái tích phân mặt loại 2 trên cái mặt cong kính X này thì nó sẽ được tính là bằng cộng hoặc trừ cái tích phân bội 3 trên cái miền V, với V là cái miền được giới hạn bởi cái mặt cong ấy đó, của cái gì, của cái P đạo hàm theo X này cộng Q đạo hàm theo Y và cộng R đạo hàm theo Z của DX DY DZ. Thì các em lưu ý rằng ở đây là P đạo hàm theo X nó là lấy cái thành phần đầu tiên này, là ta đạo hàm theo biến số X vì cái thành phần này nó trong cái hàm vector nó là ứng với cái hoành độ. Còn cái Q này là nó sẽ là thành phần thứ hai ứng với tung độ, và đây là thành phần thứ ba ứng với cái cao độ của cái hàm vector. Thì chúng ta sẽ đạo hàm theo tương ứng theo biến X, biến Y và biến Z của P, Q và R, được chưa nào? Còn ở đây là nó có hai cái dấu, đó là dấu cộng và dấu trừ nè. Thì các em để ý rằng là người ta bảo rằng là nếu cái miền V, cái mặt X này mà nó có hướng là ra ngoài, nó có hướng ra ngoài thì ta sẽ chọn cái dấu cộng. Còn nếu nó có hướng vào trong thì ta sẽ chọn cái dấu trừ, được chưa nào? Có nghĩa là cái mặt cong X của chúng ta nhiều khi nó là những cái mặt kính như này, đó, những cái mặt kính như này. Đấy, nhiều khi như thế, nhưng mà nó có cái hướng ra ngoài như thế này. Thì các em để ý cái vector pháp của nó có hướng ra ngoài như thế này. Thì khi mà ta chuyển từ tích phân mặt loại 2 về tích phân bội 3 thì các em sẽ chọn dấu cộng nha. Còn nếu như cái hướng mà nó đi vào trong, có nghĩa là các cái vector pháp nó đi vào trong, vào phía bên trong của cái miền V được giới hạn bởi X, thì ta sẽ chọn cái dấu trừ vậy thôi. Ở đây nó rất là dễ ở cái chỗ là khi ta chuyển một cái tích phân mặt loại 2 về tích phân bội 3 thì công thức này người ta gọi là công thức Ostrogradsky. Về mặt ký hiệu đó thì trong cái trường hợp X là mặt cong kính thì người ta còn viết cái tích phân mặt loại 2 này thay vì ký hiệu như này thì người ta còn ký hiệu là có cái vòng tròn ở chỗ đây nữa. Đây là cách ký hiệu thôi để người ta phân biệt giữa cái tích phân mặt loại 2 trong trường hợp tùy ý với lại là tích phân mặt loại 2 đối với cái mặt cong kính. Có hai cái cách ký hiệu. Viết như thế này nghĩa là ta biết đây là một cái mặt cong kính, còn viết như thế này thì người ta cần phải quy định cụ thể X nó có phải là mặt cong kính hay không. Hay chưa nào? Rồi, trước khi mà đi qua cái phần bài tập liên quan về ứng dụng công thức Ostrogradsky để tính những tích phân mặt loại 2 này thì chắc có lẽ là thầy phải nói lại một lần nữa về cái cách để đi chọn cái dấu của cái vector pháp mà trong cái video trước ở cái dạng bài tập số 5 có một số bạn hỏi thầy là khi mà ta chuyển từ cái tích phân mặt loại 2 về tích phân bội 2 thì ta chọn cái dấu cộng và dấu trừ như thế nào. Thì ở đây thì nhắc lại một lần nữa nhé, cái này nhắc lại thôi vì nó cũng liên quan đến cái phần vector pháp vector pháp cái chỗ chọn dấu cộng trừ. Thì như trong cái phần tích phân mặt loại 2 ở dạng số 5 thì thầy lấy một cái ví dụ để cho nó dễ hiểu này.
ví dụ như là cái mặt x của chúng ta đó, không? Ví dụ như cái mặt x của chúng ta, không? Nó là cái mặt nón chẳng hạn, như là z bình phương là bằng x bình cộng y bình, và nó có hướng đó, có hướng là hướng hướng lên trên nhé, hướng lên trên, và nó được giới hạn bởi z là không âm. Đó. Thế thì khi mà ta xác định cái đây cách chọn cái vector pháp đó, cách chọn cái vector pháp, cái đây là nhắc lại cái dạng số 5 thôi nha. Cách chọn vector pháp thì ở đây là gì? Hôm trước á, thì chúng ta có cái gì nhỉ? Cái trường hợp mà cái mặt nón mà nó hướng lên trên, được chưa? Này các em để hướng này, hướng lên trên này, và ở đây ta xác cái mặt ở đây là z nó lớn bằng không đó, chẳng hạn như thế. Hoặc là lớn bằng không nhỏ bằng một đi, thầy lấy ví dụ như thế đi. Thế thì mặt nón của chúng ta trong cái trường hợp này nó sẽ có dạng như này, có hình thù như này các em, là cái hệ trục tọa độ đây nha. Đó. Rồi, đây là x y z phải không? X này y này, z này. Đó. Thì cái mặt nón của chúng ta nó sẽ có dạng như này. Đấy, được chưa? Đó, nó có hình thù. Và chỗ này là z bằng 1, z 1 đó. Được chưa? Rồi, hướng lên trên có nghĩa là từ cái bề mặt này nè, ta xác định cái vector pháp của chúng ta là nó hướng về phía trên, nó đi lên, đúng không? Đây là cái xu hướng của cái vector nx, hoặc là vector pháp của cái mặt x. À, thế thì làm sao ta chọn cái vector pháp này cho nó đúng, đúng không? Cho nó đúng. Thì các em để ý rằng là gì? Ở đây á, là cái khi mà ta xác định vector pháp thì bao giờ chúng ta cũng đưa cái phương trình mặt x của chúng ta nó về một cái hàm là f x y z bằng 0, đúng không? Đấy, công việc đầu tiên là ta phải đưa nó về như thế này. Có nghĩa là tương đương. Đây, hay này. Đó. Thì ở đây nó có hai cái trường hợp để ta đưa về, ví dụ như một số bạn là chuyển từ bên trái qua bên phải thì ta ra là gì? Trừ x bình này, trừ y bình này, rồi cộng cho z bình bằng 0. Được chưa? Thì trong trường hợp này thì nx của chúng ta đó nó sẽ có tọa độ là gì? Lấy cái này đạo hàm theo x thì nó là trừ 2x này. Đúng chưa? Rồi cái này nó thành trừ 2y này. Đó, và cái này nó thành 2z. Đây là trường hợp mà nếu mà ta viết cái phương trình fxyz của cái mặt x mà nó dạng này, thì ta khi ta tính đạo hàm ra thì nó thành cái vector pháp như thế này. Vấn đề là vector pháp này ấy, là cái chiều nó đi lên phía trên đúng theo cái hướng lên trên hay không, đúng không? Hay là nó đi xuống dưới? Thì các em để ý rằng là nó hướng lên trên hay hướng xuống dưới là do cái quy định của chúng ta này. Ví dụ như hướng lên trên có nghĩa là cái thành phần, các em để ý rằng vector mà nó hướng lên phía trên này không, thì cái thành phần cao độ đây này, cái thành phần z này, cao độ của cái vector pháp nó phải là số dương. Và rõ ràng trong cái trường hợp này là z nó là lớn bằng không, cho nên là ta chọn cái này, đúng không? Ta chọn cái này đấy. Và lưu ý rằng là xét về mặt vector pháp thì lúc nào nó cũng có cái dấu cộng hoặc dấu trừ này, đúng không? Nó có dấu cộng hoặc dấu trừ, vì vector pháp thì có khi là nó đi ra đây, nó đi xuống hả? Cho nên trong trường hợp này là ta chọn dấu cộng, đúng chưa? Đó. Tuy nhiên á, là gì? Tuy nhiên có một số bạn là bây giờ ta viết cái phương trình của fxyz bằng cách là ta không viết như thế này, mà ta lại chuyển cái anh chàng z qua phía đây, như vậy là ta sẽ có phương trình là x bình cộng y bình rồi trừ cho z bình bằng 0. Như vậy lúc này cái vector pháp của chúng ta đó nó sẽ là gì? Cái này là thành là gì các em? 2x. Đây là 2y đúng không? Và đây là trừ 2z. Đấy, thì các em lưu ý rằng ở trong trường hợp này á, cái xu hướng của cái này nó hướng lên trên, đúng không? N này nó hướng lên trên này. Và do cái z này nó dương cho nên cái thành phần này nó lại số âm này. Mà số âm thì nó sẽ có cái cao độ nó nhỏ hơn không, mà cao độ nhỏ hơn không thì cái chiều của cái pháp đây này trong trường hợp này là nó đi xuống này, nó ngược lại như này. Đấy, mà nó ngược như thế này thì cái này ta không chọn, và buộc ta phải trong trường hợp này buộc ta phải chọn cái dấu trừ. Đúng không? Chọn cái dấu trừ. Chọn dấu trừ để làm gì? Khi ta chọn dấu trừ thì cái thành phần này nó đang âm á, thì đưa dấu trừ vô thì nó thành số dương. Đúng chưa? Đấy. Ở đây này, cái chỗ này là cái chỗ mà hôm trước có một số bạn đang thắc mắc là nếu như mà ta chuyển vế qua, vì trong cái video trước á, thầy chuyển cho nó đúng theo cái tinh thần của cái hướng của cái vector pháp luôn, cho nên là cái chỗ này thầy không ghi cái dấu cộng hay là cái dấu trừ, và cái thủ tục chọn dấu cộng hay dấu trừ nó không có cụ thể nó này, cho nên một số bạn thắc mắc cái chỗ đó thì hôm nay thầy giải thích luôn. Đó, như thế này nè, một cái vector pháp của một cái phương trình mặt x của chúng ta đó. Đấy, thì lúc này nó sẽ có hai cái trường hợp, dấu cộng và dấu trừ, và vấn đề ta chọn dấu cộng hay dấu trừ là theo cái xu hướng nó lên trên hay nó xuống dưới ha. Ví dụ như trong cái bài toán này mà người ta sửa lại, ví dụ như là hướng không phải hướng lên trên nữa mà là hướng xuống dưới, đúng không? Ví dụ như mặt này nó là mặt hở mà,
Cho này nó hướng xuống dưới, hướng xuống dưới thì lúc này cái thành phần của cái gì? Cái thành phần cao độ của cái vector pháp á, là nó phải âm. Nó phải âm, cho nên là ví dụ như trong cái trường hợp mà cái phương trình f(x) y(z) của cái mặt x của chúng ta nó như thế này á, thì cái thành phần nó phải âm, vì vậy ta trong trường hợp này ta lại chọn dấu trừ. Vì thì khi ta chọn dấu trừ thì khi mà ta nhân dấu trừ vào thì cái chỗ này nó thành trừ 2z, và do z nó dương thì cái thành trừ 2z này nó âm. Mà nó đúng như cái tinh thần là hướng xuống dưới. Còn nếu như trong cái trường hợp này, ví dụ như cái phương trình f(y, z) chúng ta viết cái dạng này thì cái trong trường hợp này ta lại chọn dấu cộng nhá, chọn dấu cộng. Đấy, đó là cái cách để chúng ta xác định cái vector pháp cho nó đúng. À, vì trong cái video trước là thầy chuyển cái biểu thức cái này này cho nó phù hợp luôn trực tiếp, cho nên là các bạn không thấy được cái chuyện mà chọn dấu cộng hoặc chọn dấu trừ. Vì lúc này là thầy chuyển qua cho nó phù hợp và thầy chọn dấu cộng hết luôn là nó hợp lý ha nè. À, tất nhiên rằng cũng có một cái video, cái bài tập cuối đó là thầy vẽ rất là chi tiết cái vector pháp nó ra, thì các em xem lại cái phần bài tập dạng 5 để ta củng cố lại cái kiến thức hay là cái cách để xác định vector pháp cho nó đúng nha. Và khi ta xác định vector pháp cho nó đúng rồi thì ta sẽ biết được ngay là cái góc giữa cái vector pháp và cái tia OZ là nó hợp với nhau góc nhọn hay góc tù, là ta biết ngay bằng cách ta xác định dựa vào tích vô hướng. Đó nè, ví dụ tích vô hướng giữa cái vector pháp và cái vector E3, có nghĩa là cái vector có tọa độ 0, 0, 1 á, mà nó dương thì nó sẽ góc nhọn, mà nó âm thì là góc tù. Đấy là cái phần mà thầy bổ sung thêm để cho các bạn xem lại khi mình ta xem vào cái video của cái dạng bài tập số 5 á, là cái phương pháp để tính tích phân mặt độ 2 để chọn cái vector pháp cho nó chính xác nha. Đấy, đó là cái phần mà thầy bổ sung thêm. Tuy nhiên rằng là đối với cái phần công thức Ostrogradsky thì nó có một cái ưu điểm là nó chỉ rõ luôn, đúng không? Đó là gì? Nếu hướng ra ngoài là cứ chọn dấu cộng thôi thầy. Còn nó hướng vào trong thì cứ chọn dấu trừ là xong. Và khi ta đưa từ một cái tích phân mặt lỗ 2 về một cái tích phân bộ 3 thì quy trình còn lại của chúng ta là xác định cái miền V này cho nó hợp lý, và chúng ta sử dụng tất cả những kỹ thuật mà chúng ta đã học trong cái phương pháp đi tính một tích phân bộ 3 mà chúng ta đã học. Đấy, thì ta sẽ giải cái tích phân này là xong. Thì đối với một cái tích phân bộ 3 đó thì khi mà ta chọn á, thì cách giải của một tích phân bộ 3 thì nó có rất là nhiều cách. Đó là nếu như cái miền V này có thể quy nó về một cái hình hộp chữ nhật thì ta sẽ tính cái tích phân trên hình hộp chữ nhật. Nếu mà cái tích phân này nó phức tạp, ta có thể sử dụng các phương pháp đổi biến. Ví dụ như là đổi biến trong hệ trục tọa độ đề cao vuông góc, rồi đổi biến trong hệ tọa độ trụ, hoặc là đổi biến trong hệ tọa độ cầu. Đấy, nó có những cái phương pháp mà chúng ta đã học trong phần tích phân bộ 3. Thì các em có sử dụng tất cả những kỹ thuật đó để ta làm. Được chưa nào? Đây là cái phần lý thuyết mà các em cần phải lưu ý khi ta áp dụng công thức Ostrogradsky. Và đây là cái công thức mà lưu ý rằng là cái mặt của chúng ta đây phải là mặt định hướng kính nha. Cái còn mặt hở là không dùng công thức này được. Rồi bây giờ ta sẽ đi qua ngay một vài cái bài tập áp dụng cho cái phần công thức này. Rồi cái bài tập đầu tiên nha các em, bài tập số 1. Đây là bài tập mà người ta yêu cầu chúng ta cần phải tính một cái tích phân mặt lộ 2 như sau. Ở đây là cái tích phân mặt này là nó có cái hàm đây là y bình z nhân dx dy ha. Rồi chỗ này anh sẽ là gì, x nhân z dy dz, và chỗ này nó là x bình nhân cho y rồi dx dy, được chưa? Rồi với x là biên của gì, là biên của vật thể giới hạn bởi các mặt. Đây, như vậy các em thấy rằng là đây nó, nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay cái miền này là miền V, nó được giới hạn bởi các mặt. Như vậy nó được tạo ra từ các cái gì, cái mặt x này nó là một cái dạng mặt theo kiểu gì à? Người ta gọi là trơn tường mảnh, đúng không? Đấy, và hướng này là hướng ra bên ngoài. Đấy, nó ghi cụ thể trong là hướng ra bên ngoài. Như vậy chắc chắn là khi ta đưa từ tích phân này về tích phân bộ 3 thì nó sẽ là gì, nó sẽ là chọn dấu cộng, đúng chưa? Đấy, nó chọn dấu cộng. Rồi bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì, áp dụng công thức thôi. Nhưng vấn đề là cái quan trọng là chúng ta cần phải phát họa cho được cái miền mà được giới hạn này nó là cái gì, để khi ta quy nó về tích phân bộ 3 thì chúng ta biết được nên chọn cái phương pháp nào để làm, đúng không, để tính cái tích phân bộ 3 đó, đúng chưa nè. Rồi bây giờ các em để ý vào đây này, cái phương trình đây là z bằng x bình cộng y bình này, còn cái phương trình này là x bình cộng y bình bằng 1 này, cái đây là x không âm và y không âm. Như vậy là riêng cái phương trình này nó sẽ là dạng mặt trụ, còn cái này nó là dạng parabolic, đúng không, parabolic nhá. Đấy, thế thì ta phát họa sơ sơ một tí nhé. Rồi ở đây là chúng ta có cái mặt trụ này, cái mặt trụ phương trình của nó là x bình cộng y bình bằng 1, như vậy nó sẽ là một cái hình trụ
Có gì? Có tâm là ô và bán kính là gì? Bán kính là một, được chưa? Đây là một này. Phải không? Đây là trừ một, đúng chưa? Đây cái mặt trụ của chúng ta như này. Đấy, thầy đang phát họa cái mặt trụ nha. Rồi tiếp. Ở đây là z là bằng x bình cộng y bình, cho nên z nó sẽ không âm. Lúc nào nó cũng dương. Phải không? Và cái tung độ giao điểm của hai anh chàng này là gì? Là nó cắt nhau tại cái đường tròn có bán kính bằng 1, và nó cắt phía trên này tại cái cao độ là bằng 1 luôn. Các em thấy chưa? Cái đây là x bình cộng y bình bằng 1, các em thay vô đây thì z nó sẽ bằng 1 này. Như vậy là nó sẽ cắt cái này. Nó cắt trên cây đây, thầy sẽ lấy cái chỗ này bằng 1 đi. Đó, nó cắt trên cái phần này này. Nhưng mà nó không cắt theo cái giao tuyến là cái đường tròn này đâu, phải không? Giao tuyến là đường tròn này, mà các em để ý đây là phương trình của mặt paraboloid. Đấy, thì phương trình của mặt paraboloid thì khi mà ta vẽ thì nó sẽ là gì đây? Z là bằng x bình cộng y bình. Như vậy là z nó sẽ delay như thế này này. Đây ngay chỗ góc tọa độ O này. Đấy, nó sẽ delay như thế này. Ví dụ như chỗ này nha. Đấy, các em quan sát trên cái mặt đây là x, đây là y và đây là z. Thì quan sát trên cái mặt OXZ là nó cắt theo cái đường cong này. Đấy, nó cắt theo cái đường cong này. Đó. Cắt ở chỗ này, vì tại khi mà x bằng 1, y bằng 0 thì z nó sẽ bằng 1. Và tương tự như vậy ở bên cái nhánh này nè. Đây thầy sẽ lấy cái phần giao tuyến với cái phần y dương thôi nhá. Đây. Đó. Vẽ ra như thế này. Đây, nó cắt ngay chỗ này này. Đó, cái đây là một cái mặt cong, một cái đường cong parabol. Đó. Như vậy là ở đây người ta nói là lấy cái phần x lớn bằng 0, y lớn bằng 0 thôi, cho nên người ta lấy cái góc phần tư này. Đó, như vậy là ta sẽ hình thành nên cái hình nó như thế này. Các em thấy chưa? Nó được giới hạn bởi cái mặt cong parabolic. Đây. Đây cái mặt cong parabolic đó. Rồi, đây là mặt cong này. Và cái phần hình trụ này, các em thấy chưa? Đó, như vậy là rõ ràng là ta có được cái miền V, nó là cái miền này. Đây là V, phải không? Đó, như vậy là ta đã phát họa được sơ cái miền V rồi nhá. Rồi bây giờ việc còn lại của chúng ta là xác định P, Q, R, đúng không? Như vậy là P ở đây là gì? P là thành phần thứ nhất, thì nó ứng với là gì? Đây, YZ, như vậy đây sẽ là XZ này. Như vậy suy ra được là P mà đạo hàm theo X ấy, là không bằng cái gì? Có phải là bằng Z không? Tiếp. Q ở đây, Q là thành phần thứ hai, nó sẽ là dx dz, như vậy nó sẽ là x bình phương y, đúng chưa? Đó, như vậy là tôi suy ra được cái anh chàng Q này mà anh đạo hàm theo y là anh bằng x bình. Và cuối cùng là gì? Anh R của chúng ta là anh là y bình z, phải không? Đấy, như vậy tôi suy ra được anh chàng R này đạo hàm theo z là anh bằng y bình. Vậy cái tích phân y cần tìm của chúng ta nó là tích phân bụi 3 trên cái miền V. Và ở đây là hướng ra bên ngoài, cho nên chỗ này ta lấy dấu cộng. Được chưa? Đó, do cái này là hướng ra bên ngoài này. Rồi, ở trong này các em sẽ ghi vô cho thầy là P đạo hàm theo X là thành Z này. Cộng cho Q đạo hàm theo Y là X bình này. Cộng cho R đạo hàm theo Z là Y bình này. Rồi, chỗ này là DX, DY, DZ. Như vậy là chúng ta đã chuyển từ một cái bài toán tích phân mặt loại 2, đúng không? Về tích phân bù 3. Rồi, tới đây việc còn lại chúng ta là tính cái tích phân này thôi. Thì cái việc mà đi tính tích phân này thì các em thấy là hình dáng của cái miền V á, nó được tạo ra nó là hình dáng của một cái kiểu của một cái hình trụ, đúng không? Cái khối trụ trong không gian. Vì vậy là khi tính thì ta sẽ dùng cái gì? Đổi biến trong cái hệ tọa độ trụ. Đấy là ra ngay, đúng không? Đối với cái phần này thì tích phân bù 3 chúng ta đã biết cách làm rồi. Kỹ thuật giải ở đây là đầu tiên là ta sẽ đổi biến trong tọa độ trụ, có nghĩa là ở đây là x ta đạt là bằng gì, y ta đạt là bằng gì, và z ở đây chắc chắn là bằng z rồi này, đúng chưa? Thế các em lưu ý rằng là cái phần này, cái mặt cái khối V ra này mà ta chiếu lên cái mặt phẳng của y á thì nó chính là cái phần hình tròn này, các em thấy không? Đó, đây chính là cái phần miền D của chúng ta này, được chưa? Như vậy khi ta chiếu cái anh chồng V này xuống trên cái mặt phẳng của y thì nó ra cái này. Nhưng mà cái D đây thì nó sẽ là gì? D đây nó sẽ là gồm tất cả các cái y mà sao cho là gì? X bình cộng y bình là đúng bằng 1. Và ở đây ta lấy x không âm, y không âm. Được chưa? Đấy, như vậy đổi biến trong tọa độ trụ thì ở đây x sẽ là bằng R cos phi, R sin phi. Và hiển nhiên trị đấu định thức Jacobi trong trường hợp này nó là R.
Đấy, các em có thể xem lại cái phần tích phân bộ 3 nhé, phương pháp tính tích phân bộ 3 trong hệ tọa độ trụ làm như nào. Rồi, cái phi ở đây là ta thấy rằng là cái miền này nó chạy trong cái góc phân tử thứ nhất thôi, cho nên là nếu mà cái xác định thì cái phi này chắc chắn nó sẽ nằm trong cái đoạn từ 0 đến pi trên 2, đúng không ra? Đó, và hiển nhiên cái r ở đây nó sẽ nằm trong đoạn từ 0 đến gì? Đến 1, đúng không? Nó chạy đúng bằng cái bán kính này thôi. Thì những kỹ thuật này là những kỹ thuật mà chúng ta đã học trong phần tích phân bộ 3, cho nên là thầy nó nhanh lại thôi. Rồi, bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Là cái dz, không? Như vậy là dz ở đây nó chạy từ đâu đâu nè. Rồi, dz. Các em để ý này, cái dz của chúng ta nó là trục cao, như vậy nó sẽ chạy từ cái miền mà của cái mặt phẳng của cái này. Đấy, ít lắm bằng không, ít lắm bằng từ không này, nó chạy lên nó đụng tới cái mặt parabolic này thôi. Đó, nó chạy từ dưới này này, nó chạy lên này nó đụng cái mặt parabolic này nó dừng. Như vậy ở đây ta xác định này, à như vậy ông Z này là chắc chắn là tối thiểu ông là không, vì ông chạy từ cái mặt của gì mà. Rồi vấn đề ông lên tới đâu, ông đụng tới cái mặt parabolic nha, các em đụng mặt parabolic là phương trình ở đây này, các em thấy chưa? Đó, như vậy là Z thì nó sẽ bằng r bình quên x bình cộng y bình, trong đó x của chúng ta là gì? X chúng ta thì nó sẽ là r cos phi và r sin phi, như vậy cộng lại thì cái này nó sẽ là bằng r bình. Cho đó là z nó chạy từ 0 cho đến r bình nha, đúng không? Rồi bây giờ việc còn lại các em sẽ thay vô đây cho thầy. Như vậy cái này nó kết quả sẽ là bằng tích phân từ gì, 0 đến pi trên 2, đúng không? D phi, đúng chưa? Rồi tích phân từ 0 cho đến 1, đúng không? Rồi ở đây là thầy, các em cứ ghi dr vô đây cho thầy, được chưa? Rồi cái này nó sẽ là gì, từ 0 cho đến r bình, à đúng chưa? Rồi, ở đây các em thay vô cho thầy nha, z thì bằng z rồi. Z thì bằng z rồi. Đấy. Cộng cho là x bình cộng y bình là r bình rồi này. Rồi, nhân cho cái định thức Jacobi này nữa là r nữa này. Rồi, d chỗ này là d z cho thầy nha. Đấy, như vậy ta được cái tích phân bộ 3 và quy nó về đổi biến trong hệ trục tọa độ cao trụ ha, thì nó sẽ là vì còn lại chúng ta là tính tích phân này thôi. Thì cái này là những cái việc mà chúng ta đi tính những cái tích phân xác định, cho nên nó không có gì khó khăn cả. Được chưa? Đấy. Như vậy các em có thể xem một cái bài giải khá là chi tiết ở dưới này này, cho nó tiện. Rồi, đây nha, các em có thể xem như này nha. Sau khi mà ta có thì theo cái đề là anh chọn P ở đây anh sẽ là x giấy này. Đó, và đạo hàm nó ra là bằng giấy này. Rồi anh quy ở đây anh sẽ là x bình y này, như vậy là quy đạo hàm theo y nó sẽ còn x bình này. Rồi R ở đây là y bình giấy, cho nên khi đạo hàm ra là nó bằng y bình. Được chưa? Rồi, sau khi mà chúng ta viết lại cái miền V đó, thì đây cái tích phân của chúng ta nó sẽ viết thành là cái tích theo công thức Ostrogradsky, nó ra cái này. Đúng chưa? Rồi, ở đây ta chọn dấu cộng, đúng không? Vì hướng là hướng ra ngoài. Rồi, V là miền giới hạn bởi các mặt theo đề bài toán yêu cầu là anh chặn Z anh chạy từ 0 cho đến cái mặt parabolic đó. X ở đây là không âm, y không âm, đúng không? Và hình chiếu của V lên cái mặt phẳng của y chính là cái phần hình tròn. À, 1/4 của cái hình tròn nó nằm trong góc phân tử thứ nhất của mặt phẳng của y. Rồi, và cụ thể của chúng ta nó là cái hình vẽ này. Đó, sau khi thầy vẽ lại cái hình thì các em thấy rằng là nó khá là rõ ràng, đúng không? Đấy, đây là cái hình vẽ của chúng ta. Và cái miền mà nó được giới hạn chính là cái mặt parabolic nè. Đấy, các em thấy cái mặt parabolic nha. Và cái hình trụ, đấy cái phần hình trụ. Đấy, nó lấy đây cái mặt bên này nó lấy cái phần này thôi nè. Đó. Cái mặt bên cái mặt phẳng của giấy này nó lấy cái phần này thôi nè. Đó. Và đây chính là cái miền D của chúng ta khi ta chiếu cả cái mặt parabolic này. Đó, khi các em chiếu cái mặt này xuống cái mặt phẳng của cái là nó sẽ ra cái phần hình tròn này này. Đúng chưa? Đó, đây là chính là cái vẽ lại một cách chi tiết cái miền V mà thôi. Rồi, sau khi ta làm xong thì bắt đầu ta thực hiện cái quy trình để tính cái tích phân bộ 3 này bằng cách ta chuyển trong đổi biến trong hệ tọa độ trụ. À, thì nó sẽ ra theo quy trình của chúng ta, và theo phân tích chúng ta thì phi ở đây nó chạy từ 0 pi 2 r 0 1 và z chạy đúng từ 0 đi r phương, đúng chưa? Đấy, sau đó các em sẽ thay vào cái công thức thôi. Đúng không? Đây, thay thay vào cái công thức này cho thầy thôi. Được không? Đấy, như vậy là nó ra. Chỗ này là thầy ghi cái r chỗ này luôn, trong khi đó hồi nãy thầy ghi cái r chỗ này thì chả sao cả. Vì cái r nó độc lập, nó là hằng số đối với tích phân này, cho nên có thể chuyển qua đây luôn. Vì vậy còn lại là nó tính tích phân này thôi. Thì sau khi mà thầy đã tính toán thử rồi thì cái kết quả nó là pi trên 8 này. Đấy, các em có thể tính thử ra nha và ta kiểm tra thử nó đúng không. Rồi, đấy là một cái ví dụ đầu tiên với cái cách làm. Như vậy là một lần nữa đó,
Thì đối với cái phần tích phân đường, tích phân mặt cũng như là tích phân bộ 2, bộ 3 thì hầu như cái kỹ năng vẽ hình của chúng ta nó rất là quan trọng đúng không? Đấy, các em phải phát họa cho được. Tất nhiên rằng có một số bạn hỏi thầy là gì? À, thế thì trong trường hợp những cái mặt này này mà hắn cho trong những cái phương trình tổng quát thì sao? Đấy, đây là một câu hỏi rất là khó. Tất nhiên rằng là không có ai tài giỏi nhưng mà vẽ được tất cả các cái bề mặt trong không gian được đối với những cái phương trình như thế. Thì hiện nay nó có một số các công cụ vẽ hình khá là mạnh. À, các em có thể tham khảo trên các phần mềm thì nó có nhiều các phần mềm nó có thể giúp chúng ta vẽ được những cái bề mặt trong không gian 3 chiều như là các phần mềm Meppo hay là cái công cụ hình học. Thì hiện nay ta thấy thấy rằng là có một số các phần mềm nó vẽ hình khá là tốt không? À, các em có thể tham khảo thêm như là những cái phần mềm Jabra hay là cái phần mềm Sketchpad. Đấy, những cái phần mềm đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta vẽ. Và đặc biệt hiện nay khá là mạnh đó là Meppo các em. À, các em có thể sử dụng Meppo các em vẽ những cái mặt tùy ý, tùy ý. Còn đây á, là trong cái chương trình này chúng ta chỉ là học thôi và cái kỹ năng vẽ hình chúng ta nó chỉ hạn chế ở cái chỗ là gì? Khả năng sinh viên có thể cảm nhận được cái phương trình, nhận diện được phương trình và xác định một số các cái bề mặt thường gặp thôi. À, chứ còn mà không 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 đủ khả năng để chúng ta vẽ được tất cả những cái bề mặt có cái phương trình tùy ý đâu. Các em yên tâm ha. Đó. Rồi như vậy là ở đây á, là gì? À, đó là một cái bài tập đầu tiên nha. Giờ ta sẽ qua cái bài tập số 2 đi. Ở bài tập số 2 á, là người ta yêu cầu chúng ta tính một cái tích phân mặt loại 2. Rồi, cụ thể như sau. À, cái tích phân cần tìm á, là cái tích phân đây, x bình phương đây, dy dz này, cộng y bình phương dx dz này, cộng cho z dx dy này. Đó, thì các em thấy rằng là đối với những cái bài toán mà trên cái mặt x nó là mặt định hướng kính và nó có cả ba thành phần luôn, cho nên là ta việc mà áp dụng công thức Ostrogradsky nó rất là quan trọng vì nó giúp chúng ta tính rất là nhanh. Chứ còn không mà người ta giải giống như trong cái phần dạng bài tập số 5 á, mà các em giải trên cái mặt x này mà tính cho từng cái tích phân này nó rất là lâu đúng không? Cho nên ta quy về tích phân bộ 3 thì cái việc giải quyết bài toán nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây là một cái công cụ khá là hay để chúng ta tính những tích phân mặt loại 2 ha. Đây và ở đây x là biên của cái vật thể V nó xác định bằng phương trình như này. À, và hướng nó cũng là hướng ra bên ngoài luôn. Đó, người ta viết cụ thể là ra bên ngoài luôn. Như vậy chắc chắn là sau khi mà ta quy về tích phân bộ 3 thì nó phải là gì? À, phải chọn dấu cộng đúng không? Rồi, bây giờ cứ theo quy trình thôi. À, bây giờ tạm thời ta chưa vẽ cái miền V nhé. Bây giờ ta áp dụng công thức Ostrogradsky thì ta phải xác định này cái anh chàng V của chúng ta trong trường hợp này là x bình phương. Như vậy ta suy ra được là P mà đạo hàm theo x là nó bằng 2x này. Tiếp anh chàng quy á, à anh chồng quy thì anh ứng với dx dz như vậy anh là y bình phương này. Như vậy ta suy ra được quy mà nó đạo hàm theo y á, là nó bằng 2y. Và cuối cùng là r hắn là z đúng không? Như vậy suy ra được r mà đạo hàm theo z nó sẽ là bằng 1. Vì vậy áp dụng công thức Ostrogradsky ta có thể viết ra được ngay tích phân đã cho nó sẽ là tích phân bộ 3 trên miền V và chỗ này là chọn dấu cộng. Rồi, thay vào chỗ này nó là 2x cộng cho 2y cộng 1 và chỗ này là dx dy dz. Đây, các em thấy chưa nào? Đó, thì bây giờ ta phải phát họa miền V để mới tính được cái tích phân này chứ. Đúng không? Đấy, thế thì tích phân trên miền V là cái gì? Thì ta lại tiếp tục giải quyết bài toán tích phân bộ 3 bằng cách phát họa cái hình ảnh của cái anh chàng này. Thế các em thấy rằng là ở đây này, nếu mà ta nhìn kỹ vào đây thì đây chính là một cái phần hình cầu có tâm là 0,0,0 và bán kính là bằng 2 đúng không? Đó. Còn cái này á, là nếu mà viết ra thì nó sẽ là phương trình của một cái bề mặt nó. Về mặt nó không, vì nếu mà đây là z bình phương bằng x bình cộng y bình này không, rồi có điều là lấy phần trong hay phần ngoài thì ta phải để ý. Rồi bây giờ ta phát họa sơ hai cái bề mặt đó trước nhé. Đây, phát họa sơ hai cái bề mặt. Rồi ở đây thầy cũng lấy x y luôn đi, còn đây là z. Rồi cái mặt cầu của chúng ta là cái tâm là không và bán kính nó tới bằng 2 lần. Đấy, bán kính nó tới bằng 2 lần. Đó, được chưa? Chỗ này là 1 này, chỗ này là 2 này. Phải không? Như vậy là ở đây thầy sẽ phát họa sơ cái hình dáng của cái mặt cầu này. Đó. Phải phải phát họa thôi các em vì không 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 vẽ thì nó sẽ không thấy cái hình dáng đâu. Và đây chính là cái giao tuyến hả? Giữa cái mặt cầu này với cái mặt phẳng ổ cây. À, chỗ này ta xem như là hai đơn vị đi. Đó, được chưa? Đây là hình dáng của mặt cầu chúng ta. Đây 2, đây 2. Đây trừ 2. Đây trừ 2. Được chưa? Rồi.
Sau đó ta vẽ cái phương trình mặt nón. Mặt nón của chúng ta là z này nó lớn bằng cái căn này, cho nên là z nó chắc chắn nó sẽ dương, nó không thể âm được, cho nên nó xuất phát từ đây nè. Đấy, bây giờ việc còn lại chúng ta là xác định coi thử cái mặt cắt giữa cái mặt nón này với cái mặt cầu nó như thế nào. À, thì các em để ý vào đây nè, cái anh chàng z của chúng ta là anh bằng căn của x bình cộng y bình. Ta đang xác định cái phương trình tung độ, à, cao độ giao điểm ha. À, và trong này nó sẽ là x bình cộng y bình cộng z bình thì bằng 4. Như vậy ta lấy cái này ta thay vô á, thì ta sẽ được là x bình cộng y bình bằng gì? Bằng 2, đúng không? Thay cái này vô này, như vậy chỗ này nó thành là 2 lần x bình cộng 2 lần y bình bằng 4. Như vậy ta sẽ được cái cao độ giao điểm của nó sẽ cắt theo cái giao tuyến, nó là một cái đường tròn. Khi chiếu xuống mà phản ngược y thì nó là cái đường tròn này nè. À, đấy. Như vậy là tâm của nó là gì? À, tâm của nó là không không và bán kính là căn 2. Căn 2 thì nó khoảng tầm 1,4 mấy á. Đó. Đây, nó khoảng tầm đây này. Thì các em cứ phát họa sơ qua cái hình ảnh nha. Cái hình ảnh của cái giao tuyến khi chiếu xuống mặt phẳng của cái đấy. Rồi các em dựng cái đường vuông góc lên cho thầy. Đó, rồi như vậy là đây sẽ là cái hình nón của chúng ta. Đây chính là cái mặt nón của chúng ta. Đấy, nó cắt theo giao tuyến là cái đường tròn này. Các em thấy chưa? Đó. Rồi. Thế thì theo đề bài toán, hắn bảo rằng là cái miền V là miền giới hạn bởi cái phần trong của cái mặt cầu này và z là lớn bằng căn x bình cộng y bình. Như vậy z nó phải lấy cái phần trong của cái mặt nón này. Như vậy là hình dáng của cái phần này nếu mà phát họa ra thì V nó sẽ có dạng như sau. À, nó có dạng như này. Đây là cái nón của chúng ta. Đó. Rồi, ở trên đây nó có một cái mặt cầu nó chụp xuống dưới này. Các em thấy chưa? Và đây chính là cái phần giao tuyến này. Đây chính là cái phần giao tuyến này. Đó, giữa cái mặt cầu của chúng ta với cái mặt nón. Đấy, và đây chính là cái khu V của chúng ta. Được chưa? Đó, nếu mà lấy ra thì này. Và cái phần giao tuyến này mà chiếu xuống cái mặt phẳng của cái nó chính là cái đường tròn này. Đây. Các em tưởng tượng ra chưa? Nó chính là cái đường tròn này. Đây. Rồi, như vậy cái miền V mà nó có dạng như này thì chắc chắn là hình dáng của nó nếu mà ta giải bài toán này cũng sẽ đủ biến trong tọa độ trụ thôi. Đúng không? Vì ta chiếu xuống này, nó ra cái đường tròn này. Như vậy chắc chắn bài toán tới đây chúng ta dùng phương pháp đổi biến trong tọa độ trụ. Được chưa? Đấy, trong tọa độ trụ. Rồi, theo quy trình thì cứ theo nó mà ta làm thôi. Như vậy cái anh chàng là gì? X ở đây các em vẫn cứ đặt cho thầy là gì? R cos phi. Y ở đây vẫn là R sin phi. Z ở đây vẫn là Z. Đúng chưa? Rồi, vấn đề là cái miền chạy thôi. Thì các em để ý rằng là cái khu V này mà chiếu xuống một phẳng của Y là cái đường tròn này thì chắc chắn rằng là gì? Phi nó sẽ chạy trong đoạn từ gì nhỉ? 0 đến 2 pi. Nó chạy nguyên cả một cái vòng tròn đó luôn mà các em, đúng không? Đấy, nguyên cái vòng tròn này. Rồi, còn cái R ở đây thì nó sẽ chạy đi gì? Có phải là từ 0 đến căn 2 không? Đến cái bán kính của cái đường tròn này, phải không? Rồi, còn cái anh chàng Z thì nó chạy từ đâu? Các em để ý là Z thì nó ở trong này. Cho nên nó sẽ chạy đúng từ cái phần mặt nón này nè. Nó chạy miết lên đây, nó đụng cái phần mặt cầu là nó dừng lại. Đúng không? Nó đây, đây Z chạy đi. Như vậy là Z ở đây nó sẽ nằm ở đâu? Tối thiểu của nó là phương trình mặt nón, đúng chưa? Mà phương trình mặt nón thì nó ra là gì? Căn của x bình cộng y bình. Đầu các em thay vô ở đây cho thầy nhé. Ở đây x bình nó là r bình cos bình cộng r bình sin bình, như vậy nó bằng căn của r bình này. Như vậy nó bằng r nhá. Như vậy là nó từ r. Rồi vấn đề nó lên tới đâu? Nó lên đúng tới cái phần mặt cầu này. Mà cái mặt cầu này nó phương trình của nó là x bình cộng y bình cộng z bình là bằng 4. Đó, như vậy các em thay vô cho thầy chỗ này nó là r bình rồi này. Cộng cho z bình là bằng 4 này. Đúng chưa? Rồi, thế thì nó ra cái gì? Như vậy cái này ta sẽ rút ra được z sẽ bằng căn bậc 2 của 4 trừ r bình. Và lưu ý ở đây z nó dương ha, z nó không thể âm được. Như vậy chỗ này là 4 trừ r bình lấy căn. Được chưa? Đó, đây là một vuông này. Đây là cái xác định cái miền cần phải đưa từ cái tích phân này về hệ tọa độ và bắt đầu từ đây ta tách ra. Ta tách cái đám này ra. Đúng không? Đó thành đây, căn này. 0 2 pi này. Đây là d phi này. Đây là 0 căn 2 này, dr này. Đây là gì? Từ r cho đến căn của 4 trừ r bình này. Đó, rồi thay cái này vô cho thầy 2x sẽ là bằng 2 lần gì nhỉ? R cos phi cộng cho gì? 2 lần R sin phi rồi cộng cho gì? Cộng cho 1, đóng một đơn nè. Đó, nhân vô cho thầy cái định thức Jacobi tuyệt đối nó là R rồi nha. Nhưng mà nhân cho R đi giấy cho thầy. Được chưa?
Đó. Và vì còn lại là tôi tính cái tích phân này thôi. Không. Đấy, tất nhiên là tính cái tích phân này á, thì đối với cái giấy cái thì nó sẽ là hằng số, cho nên là cái việc tính toán nó không có gì khó khăn đâu. Thì nghĩ rằng là đối với tích phân này các em tính được. Rồi, theo cái tinh thần phân tích như vậy thì ta có thể xem xét cái bài giải của cái bài này như sau ha. Đấy, đây cái hình mà thầy vẽ lại bằng phần mềm của sử dụng phần mềm thầy vẽ ra phác họa để các em thấy rằng là đây, đây chính là hình ảnh của cái miền V của chúng ta. Đây miền V của chúng ta là cái miền này. À, rồi, sau đó ta chuyển cái tích phân đã cho nó về tích phân trong cái hệ tọa độ trụ. Và theo đúng quy trình chúng ta như nãy thầy đổi á. À, đổi biến ha, đổi cận đây nè. Đấy, thì việc còn lại chúng ta là tính cái tích phân này thôi. Thì cái tích phân này các em chịu khó tính ra nó sẽ là bằng 8 pi thừa số cho 2 trừ căn 2 trên 3. Đấy. Tất nhiên là thầy cũng đã tính rồi nhưng mà không biết là như nào nè. Các em về cố gắng kiểm tra lại một xíu vì ở đây nhiều khi tính toán nó nhanh quá nó cũng dễ bị nhầm. À, vì cái quy trình này thì chắc có lẽ là không không có gì khó khăn ha. Rồi, bây giờ ta sẽ qua tiếp một ví dụ nữa thôi ha. Chứ cái phần này thì không có gì để nói nhiều. À, bài tập số 3 là cái bài tập đi tính tích phân mặt lộ 2. À, đây. Cái hàm P của chúng ta nó là y. Q của chúng ta nó là xy và R của chúng ta nó là trừ z nha. Trong đó x là gì? X là biên của cái vật thể V được xác định như này. Và hướng là hướng vào bên trong. Đó, các em để ý bây giờ cái hướng nó không phải là hướng bên ngoài nữa nha, nó hướng vào bên trong. Nó hướng vào bên trong như vậy áp dụng công thức Ostrogradsky khi mà tôi quy cái tích phân mặt lộ 2 này về tích phân bù 3 thì phải chọn vô trừ. Nhớ chưa? Rồi. Thế thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là ta cứ ta thay công thức thôi nha. Đầu tiên anh chàng B của chúng ta anh bằng cái gì nè? Anh chàng B của chúng ta là anh bằng là y. Như vậy suy ra được á là P mà đạo hàm theo x là không bằng 0. Rồi. Quy ở đây là không bằng là xy. Như vậy quy mà đạo hàm theo y là không bằng gì? X. Đúng chưa? Đó không bằng x. Rồi R ở đây là không trừ z. Như vậy suy ra được R mà đạo hàm theo z là không bằng trừ 1. Như vậy áp dụng công thức Ostrogradsky y sẽ bằng trừ tích phân bội 3 trên cái miền V này. Đúng chưa? Đó. Em để ý ở đây ta chọn dấu trừ nhé. Vì ở đây nó hướng là hướng vào bên trong nè. Không. Như vậy ở đây nó sẽ là gì? X trừ 1 thôi. Chỗ này là dx, dy, dz. Rồi bây giờ việc còn lại là ta phác họa cái miền V để ta tính cái tích phân này thôi. Đúng không? Thì cái miền V ở đây thì các em thấy là đây là hình dáng của một cái khối trụ này. Và đây là hình dáng của một cái mặt paraboloid x. Và cái dạng này hồi nãy thầy vẽ rồi. Đúng không? Đúng không? Đây này. Đây cái dạng hình hình vẽ của nó như thế này nè. À, trên này nó là một cái phần hình tròn, một phần của cái hình tròn. À, đấy. Chỗ này là góc tọa độ O này. Đấy, nó cong cong xuống như này. Đó, nó cong cong xuống như này. Đấy. Được chưa? Rồi cái phần hình tròn ở dưới này là gì, nó có cái có phần của một cái mặt trụ. Đấy, các em chiếu vuông góc xuống nghe thầy. Đó, mặt trụ. Đó, và đây là góc tọa độ O. Thì các em lưu ý ở đây là giấy nó không âm. Giấy nó không âm, ha. À, rồi ở đây là xy là tùy ý. Xy là tùy ý. Cho nên là cái phần này này, cái phần này nó không phải là một một phần tư đâu mà nó cả cái hình tròn này luôn. Đó, nó cả cái hình tròn này luôn. Đấy. Khi các em vẽ thì nó ở cái phần sau đây nữa này. Đấy, nó hình dáng cái như thế. Được chưa? Nó hơi không được đẹp lắm, nhưng mà đây chính là hình ảnh của chúng ta. Thế thì rõ ràng là khi mà ta tính cái bài toán này một lần nữa lại đổi biến trong hệ trục tọa độ trụ là nó sẽ ra thôi. Tất nhiên là nó có rất là nhiều cái phương pháp để làm, dùng đổi biến trong tọa độ cầu, đổi biến trong hệ trục tọa độ địa cắt vuông góc, hoặc thậm chí tính trên cái hình chữ nhật đóng. Thì tùy theo khi cái bài toán nó quy về cái dạng nào thì ta đổi biến theo cái dạng đó thôi, nó không có gì khó khăn ở đây cả. Cho nên riêng cái phần cái bài này thì các em có thể xem ngay cái cách làm sau đây để ta tham khảo cách giải. Cái chuyện mà đưa về và đổi biến như thế nào thì nó không có gì khó khăn. À, các em có thể thấy cái hình dáng của cái miền mà chúng ta vẽ cái khu V này ra chưa? Đó, cái hình dáng như thế này nè. Đó, ở đây thầy sẽ giới thiệu một cách chi tiết hơn tí. À, đây là cái phần khu trụ của chúng ta. Đó, nó cắt cái mặt phẳng của y đó theo cái đường tròn có tâm là O và bán kính là bằng 2, không? Vì nó sẽ là x bình cộng y bình bằng 4 mà. Rồi, giấy cái thì nó không âm, như vậy nó tính từ cái phần mặt phẳng của y này lên phía trên.
Còn cái phương trình đó là z là bằng x bình cộng y bình đó. Nó chính là phương trình của một cái mặt parabolic. Phương trình mặt parabolic mà hướng lên phía trên là nó có dạng như thế này này. Đó, các em cứ tưởng tượng có dạng như thế này, đúng không? Đó, nó có dạng như thế này. Và đây là nó có đỉnh là ngay chỗ góc tọa độ O của chúng ta. À, và khi mà nó lên thì nó sẽ đụng cái phần mặt trụ này, nó sẽ cắt nhau theo một cái đường tròn có phương trình là x bình cộng y bình bằng 4. Nó chiếu xuống chính là cái phần này đây. Như vậy là nếu bài toán này mà giải ra đó thì cái phần hình chiếu của cái khối V này mà lên trên cái mặt phẳng của gây thì nó chính là cái đường tròn, cái phần hình tròn này này. Đó, cái phần hình tròn mà có tâm là O bán kính là 2 này nha. Đúng không? Đấy. Rồi bây giờ việc còn lại của chúng ta là sau khi mà áp dụng công thức Ostrogradsky thì ta sẽ tiến hành đổi biến thôi. À, xác định được cái khối V, cái miền V, miền D này rồi thì nó rất là nhanh. Đúng không? Đấy, đổi biến tiếp trong hệ trục tọa độ nha. Rồi. Và lưu ý rằng cái công đoạn rất là quan trọng đó là đủ cận á, là các em phải để ý ha. Vì ở đây là cái phi nó sẽ chạy từ 0 hay pi, vì cái miền ở đây nó chạy nguyên trên cái vòng tròn đó. Còn cái anh R thì chắc chắn nó chạy từ 0 2 rồi. Cái quan trọng ở đây là cái z thì các em để ý rằng là cái z của chúng ta là nó tính theo cái trục này. Như vậy nó xuất phát là từ cái mặt phẳng OXY này, nó chạy lên nó đụng tới cái phần mặt parabolic này thôi. Đấy, như vậy là z nó sẽ xuất phát từ 0 đến đụng cái mặt parabolic này, có nghĩa là z nó sẽ đúng bằng x bình cộng y bình đó các em. Đúng, nó đúng bằng. Thì khi nó đúng bằng thì các em sẽ thay x bằng r cos phi, y bằng r sin phi vào đây. Thì z nó sẽ bằng r bình thôi. Đó chính là cái giá trị tối đa của anh chàng z. Và sau khi mà các em có được ba cái cận này rồi thì bắt đầu tách cái tích phân này ra. Đó, các em thấy nha, tách cái tích phân này. Từ 0 2 pi này, d phi này, từ 0 đến 2 dr này, từ 0 r phương này, r cos phi đây chính là x, đúng không? Trừ 1. Rồi nhân r đây chính là tuyệt đối định thức sơ của pi để z. Và khi tính ra thì đáp số bài toán này nó là 8 pi nhé. 8 pi. Đây. Như vậy các em thấy rằng là qua ba cái bài tập vừa rồi thì cái công thức Ostrogradsky nó sẽ giúp chúng ta giải quyết một loạt các cái bài toán liên quan về việc đi tính một cái tích phân mặt định hướng loại 2, đúng không? À, mà dạng là định hướng mặt kính thì bao giờ chúng ta cũng có thể quy nó được về tích phân bộ ba. Trong trường hợp nó thỏa mãn một số các điều kiện, đó là các anh chàng P, Q, R đây là các cái thành phần mà đảo hàm riêng của nó là liên tục trên cái bề mặt ấy đó nha. Bề mặt ấy đó. À, tất nhiên rằng là cái việc sử dụng công thức Ostrogradsky đối với những dạng bài tập quy về tới phần bộ 3 thì nó còn nhiều lắm. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ chỉ giới thiệu các em một số các cái bài tập thôi. Vì công thức nó cũng không nhiều, nó chỉ có một công thức duy nhất đó thôi. Cho nên là thầy sẽ giới thiệu các em một vài cái bài tập nữa về nhà để ta rèn luyện thêm trước khi ta kết thúc cái video này. Sau đây là một số bài tập làm thêm, cũng tầm khoảng 3 bài thôi ha, nó cũng không nhiều lắm. Các em để ý rằng là ở đây là cái câu số 1 á, là người ta nói rằng là dùng cái công thức Ostrogradsky để đi tính cái tích phân mặt loại 2 này. Trong đó x là cái mặt ngoài của tứ diện ha. À, chắc là cũng phải nói thêm một tí về cái phần này ha. Các em để ý là mặt ngoài của tứ diện là cái gì? Ở đây là mặt phẳng cái hệ trục tọa độ OY của chúng ta đây nha. À, đây là x, đây là y, đây là z. Đó, anh O là anh nằm đây rồi nè. Không, A anh là hai đơn vị này. Rồi, anh B là anh nằm đây. Được chưa? Rồi, anh C anh là nằm đây. Đó. Như vậy là ta có cái tứ diện OABC này các em. Các em thấy chưa? Thấy cái tứ diện OABC này chưa? Và ở đây người ta nói là x là mặt ngoài của tứ diện. Nó mặt ngoài nhé. Mặt ngoài có nghĩa là gì? Người ta lấy cái vector pháp đó là nó hướng ra ngoài nhé. Có nghĩa là cái vector pháp này là hướng ra ngoài. Nhá, hướng ra ngoài. Đó, hướng ra ngoài. Có nghĩa là trên cái mặt ABC này thì cái vector pháp nó đi lên như này. Nó sẽ xéo lên như này. Trong cái mặt phẳng OAB thì cái vector pháp nó đi xuống dưới như này. Đó, em thấy chưa? Ở ví dụ trên cái mặt phẳng OBC này thì cái vector pháp nó nè. Đó, nó ra, người ta gọi là hướng ra ngoài. À, như vậy là khi áp dụng công thức Ostrogradsky thì các em sẽ đưa nó về tích phân bộ 3 trên cái miền V này. Trên cái miền V này. Và các em sẽ chọn dấu cộng cho thầy. Được chưa? Thì khi mà nó đưa về tích phân bộ 3 trên cái miền V này thì các em sẽ chuyển về tích phân bộ 3 tính trên hình hộp chữ nhật là ra ngay. Không cần đổi biến gì cả nha. Bài này không cần đổi biến trong tọa độ trụ hay tọa độ cầu gì đó là nó ra ngay. Và đáp số bài toán này là 2/3. Bài số 2 là cũng dùng công thức Ostrogradsky để tính cái tích phân mặt loại 2. Đây. Được chưa? Đây là x dy dz cộng y dx dz cộng z dy. Trong đó x là gì? X là cái mặt cầu.
và nó hướng cũng ra bên ngoài luôn. Đó, nó cho cụ thể luôn trên cái mặt cầu. Ha. Như vậy là công việc còn lại của chúng ta là cứ ráp công thức vào thôi. Thì trên cái mặt cầu thì chắc chắn nếu mà giải thì các em có thể sử dụng ngay cái công thức đổ biến trong tọa độ cầu ha. Đấy, đổ biến trong tọa độ cầu. Được chưa? Trong tọa độ cầu. Đổ biến tọa độ cầu thì như thế nào, chắc có lẽ là phải quay lại cái phần tích phân bộ 3 nhé, để ta xem lại kiến thức không lỡ quên. Vì đổ biến tọa độ cầu nó thứ hai cái tham số là ngoài cái phi ra nó còn có thêm cái anh chàng theta nữa. Mà theta nó chính là góc giữa cái vectơ OM nằm trong cái khối đó với cái OZ ha. Thì tất nhiên là ta phải coi lại một tí. Và đáp số ở đây nó còn 4 bây giờ rồi qua. Nha. Rồi một cái bài tập cuối cùng nữa cũng dùng công thức Ostrogradsky để tính tích phân mạch lộ 2 với cái hàm số dưới dấu tích phân nó là cái này. Ha, đây là y trừ z này, dy dz này. Đây là gì? Z trừ x này là q này, dx dz và r nó là z bình phương dx dy. Trong đó x là biên của cái vật thể. Đây, biên của vật thể vm mà nó trong không gian nó được giới hạn như này. Đấy thì các em nhìn vô từ đây qua đây nó phải là phương trình mặt nón không? Như vậy nó sẽ là z bằng căn của x bình cộng y bình này. Viết như này có nghĩa là nó lấy cái phần z không âm. Đúng không? Đây, có nghĩa là nó có dạng như này. Đó, cái mặt đó với cái z bằng 1. Như vậy nó sẽ là cái mặt phẳng đây là z bằng 1. Như vậy nó là cái hình dáng nó y như cái này này, như cái nón quay lên như thế này. Và các em lưu ý ở đây nó có cái từ là hướng vào bên trong nhé. Hướng vào bên trong có nghĩa là riêng cái phần mà trên cái bề mặt nón của vectơ pháp nó đi vô phía trong này, này. Còn riêng cái bề mặt ở đây này cái vectơ pháp nó đi xuống này, này. Đó. Đúng không? Cái mặt phẳng z bằng 1 á đi xuống. Thì khi mà các em áp dụng công thức Ostrogradsky thì các em sẽ chuyển cái tích phân này là bằng trừ tích phân bộ 3 trên V cho thầy. Được chưa? Đấy, đây là P' cộng Q'Y cộng cho R'Z hả? DX, DY, DZ. Đấy là do nó quy định là vào bên trong này, ha? Các em chọn dấu trừ chỗ này là sao? Nha. Thì tất nhiên là cái việc tính toán bài toán này thì ta sẽ dùng kỹ thuật đổ biến trong hệ trục tọa độ trụ là sẽ ra ngay. À, đổ biến tọa độ trụ thì chúng ta mới làm ở 3 bài tập vừa rồi ha. Đáp số bài toán này là pi trên 2. Đấy là những cái nội dung cuối cùng của cái chương bàn về tích phân đường và tích phân mạch. Và nếu mà có thời gian thì thầy sẽ ra một số các video nữa để củng cố thêm các cái kỹ thuật giải các bài toán liên quan về cái chương này. Tuy nhiên rằng là cái phần chương này thì thầy nghĩ rằng là một số video mà vừa rồi thì nó cũng đủ để cho các em có được một cái kiến thức khá là cụ thể cũng như là những kỹ thuật cơ bản để chúng ta xử lý những cái bài toán liên quan về tích phân đường và tích phân mạch. Ta kết thúc cái chương này ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái nội dung khác nha.